Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi với anh em sẽ tiếp tục nghiên cứu cái meta mới anh em nhé, để xem là sau update thì nó hay ho đến cỡ như nào. Tôi thấy là có rất nhiều những cái sự thay đổi trong cái núi chơi. Đấy, nhất là khi mà thay đổi cái bộ gót, chơi nó cũng khá là hay ho khi mà chúng ta kết hợp được với rất nhiều những cái lineup mà từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ có thể kết hợp với nhau. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể kết hợp được với nhau rồi. Đấy, và hôm nay thì chắc là cũng là gót thôi anh em nhá. Đấy, xem là gót gì thì để xem, rất có thể nó sẽ là gót bít. Gót bít gấu đẻ liên tục à, gấu ngọc giảm hồi chiêu cộng RO đúng không, cộng với cả sách. Chơi gót bít hay là gót bít dồn đồ cho con sâu chẳng hạn thì cũng khỏe. Đấy, sâu cũng đẻ cũng rất là nhanh, rất là nhiều sâu con, đệ sâu gây một cái lượng đam rất lớn nếu mà chúng ta có đủ đồ. Ui ôi, giao già sớm thế này. Đang định chơi gót bít ấy. Ra con già sớm thế này à. Thôi được. Trận này ấy, là tôi có ý định là chơi kiểu gót siêu đẻ, tức là một là chơi là gót đỏ bởi vì trong cái trận đấu nó có con Battleman. Đấy. Thì cũng có thể chơi gót siêu đẻ kẹp với con gấu cũng được, bởi vì gót đỏ nó chơi chúng ta có thể chơi ở level 10 mà, thì có thể kẹp thêm con gấu, hoặc là chúng ta có thể chơi gót bít sau đó kẹp thêm một con Battleman ở level 10. Đấy, nó đang định là như thế. Nếu mà không có Battleman thì có thể là cho con heo ở level 10 cũng được. Thì chúng ta vẫn có 10 con và chúng ta chơi là 4 gót kết hợp với cả 6 bít, kết hợp với cả co là heo hoặc là co là gấu hoặc là co là con Battleman. Đấy, hoặc là chúng ta có thể chơi là 6 đỏ kết hợp với cả một con gấu chẳng hạn. Đó, hoặc là một con sâu để có thể có thêm Warlock. Đấy, tôi đang ý định là như thế. Rồi, cứ từ từ đã. Già này tạm thời tận dụng thôi, còn nếu mà tí nữa mà ra beat thì lại chơi beat nha anh em nhá. Tận dụng tí thôi, không có vấn đề gì cả. Ở đây là chúng ta cũng vẫn đang giữ lại những cái con beat, vẫn giữ lại những cái con đỏ được rồi. Đấy, sau tính sau. Chơi thì chắc chắn là trong cái tuần này thì anh em cứ yên tâm là tôi sẽ test meta, ngâm cứu cái meta này thật là kỹ. Đấy, tất cả những cái video chơi ở trong cái meta này đều test về cái bộ gót đã. Đấy, và tất cả các video để up lên để cho anh em có thể có những cái nhìn công tâm nhất, đánh giá để xem là gót nó kết hợp với cái gì thì nó mạnh nhất. Đấy, meta mới này bây giờ là có rất nhiều các thể loại gót, không như ngày trước là chỉ có gót mết này, gót kết hợp với cả gót đỏ. Nhưng mà ngày trước gót đỏ là phải kẹp thêm một cái con khác thuộc khác tộc đỏ. Ui ôi, từ từ nhá, tại sao lại là một quả trứng và một con già? Thế thì thôi anh em ơi, từ từ nhá, một quả trứng và một con già là rất dễ là lên 2 sao này. Già mà lên 2 sao sớm thì lại gót mết à? Con mết ở trận này không có rớt, không có con rớt, không có con rồng 5 đô. Không có con rồng 5 đô, chơi con mết thì hơi tù. Nhưng mà nếu mà có cái cơ hội đánh được lên 12 con ấy thì tôi vẫn chơi. Đấy, chơi kiểu này là có thể đánh 12 con cũng được, cũng rất là ok. Ngày trước ấy là chúng ta chỉ kết hợp cái bộ gót với cái bộ mết này, rồi gót đỏ, nhưng mà phải chơi một cái con khắc tộc. Khắc tộc tộc đỏ, chơi gót Warlock. Hết rồi. Không còn một cái bộ nào kết hợp với gót nữa. Tôi nghĩ là như thế là hết rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì khác, bây giờ thì có là gì? Gót bít. Đấy, gót đỏ nhưng mà đánh là con co là con đỏ luôn. Hay là như cái trận trước anh em cũng có thể thấy là tôi kết hợp gót với cả cái bộ Spirit. Đấy, cái bộ hóa đá cũng căng luôn, kết hợp được với rất nhiều lineup. À, ngày trước còn có cái bộ God Knight nữa, quên không nhắc. God Knight cũng có người chơi đấy. Nhưng mà bây giờ thì từ từ đã, thua này. Thua rồi. Thế nào mà lại thua được nhỉ? Con già tôi hình như nó chết sớm, nó bị cái con rùa xoay.
chết sớm á, đứng ở hàng trên bởi vì là không có đồ mana nhiều ấy, không có blink nên là phải dí lên hàng trên. À ui, đây rồi anh em ơi. Thế thì khả năng là sẽ bỏ đỏ đi nha. Không ôm được nhiều như thế đâu. Rồi, ok. Như này đi. Bây giờ God nó hơi yếu. Cho thế này mạnh hơn anh em ạ. Cái hàng phía trên nó phải dày dày một chút thì chúng ta mới thắng được. Con già phải có thời gian nó bắn hai lần trưởng. Còn nếu mà God mà nó sộc cái hàng đằng sau sớm quá thì cũng không có tung trưởng được lần thứ hai đâu. Ui, cái gì này? Ây chà. Được đấy. Ra con Evil Clay à? Trận này để xem là có human chơi không. Nếu không thì tôi sẽ kẹp Clay vào cũng được. Nếu mà không có 6 human sớm được ấy, thì có thể là chơi kẹp Clay. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp cái bộ là bộ gì? God Eager Seed anh em ạ. Úi rồi ôi anh em ơi, tại sao lại không nhỉ? Được mà, God Eager Seed được coi là ác mộng, quá là ok luôn. God Eager Seed lần đầu tiên là có thể là kết hợp được với nhau đấy, chứ còn trước đây là không kết hợp được đâu. Thử xem là God Eager Seed nó mạnh đến cỡ như nào. Tung trưởng liên tục nhưng mà lại chia đôi máu của đối thủ. Càng đấy. Đây này. Ui dồi ôi, anh em ơi đúng rồi. Ui giời. Chuẩn rồi đấy. Chuẩn bài. Được. Vậy là ra được thêm một con Aegis nữa. Mà trong cái trận này ấy, nó có cái con mết thuộc tộc Aegis. Đấy. Nếu mà giả sử nhưng mà chúng ta lên được level 11 ấy, là chúng ta đánh được là gì? Là 6 mết kết hợp với 6 Aegis. Kết hợp với cả God luôn. Được, đánh ở level 11. Còn nếu mà đánh ở level 10 thì là có thể 6 Aegis kết hợp với 6 mết. Nhưng mà lên 11 là có thể là còn được 2 God nữa. Mà cái bộ này ấy, nói chung ấy là cũng chỉ cần 2 God thôi. Bởi vì cái lần tung trưởng thứ hai thì chắc là đối thủ cũng không sống sót nổi rồi. Chia đôi máu thì có khi là phọt lần đầu tiên là cũng chết hết rồi chứ chả cần đến lần thứ hai đâu. Cái bộ Aegis Seed kết hợp với Mate ấy nó dồn nam nhanh lắm. Ok. Rồi. Cứ lên được level 7 đã rồi tôi bắt đầu tuyệt tích sách sau anh em nhá. Lên level 7 đã. Cứ phải lên được 7 đã. Rồi. Cứ mua những cái con Aegis Seed vào sẵn đi. Tí nữa nếu mà giả sử nhưng mà chúng ta cần phải có 6 Aegis Seed luôn ấy thì chơi luôn. Đấy. Có những cái lúc mà bài của đối thủ nó mạnh rồi thì chúng ta form luôn 6 Aegis Seed. Còn nếu mà đối thủ chưa mạnh thì có thể là chúng ta vẫn giữ lại Mate, chúng ta vẫn giữ lại Human. Quả trứng này thì chỉ đập cho già thôi nhá anh em nhá. Già hoặc là cho con Zipper thôi, chứ con ác mộng không uy tín đâu. Ác mộng bây giờ tung trưởng đánh chậm lắm. Ngày trước thì nó mạnh nhưng bây giờ con ác mộng này nó không được uy tín cho lắm. Nếu mà chưa lên được 3 sao. Nên là tôi thường là tôi sẽ không ưu tiên con ác mộng này. Con Zipper được hoặc là con già thôi. Con già thì đương nhiên nó là quá là ok rồi. Quá được rồi. Hoặc là cái trận này nhá. Nếu mà kết hợp được với cả Mate ấy, mà có sách mà lên được 11. Chúng ta có thể sẵn sàng là chơi một cái con như là con Evil Clay làm co. Nó cũng là một con khỏe đấy anh em. Evil Clay rất khỏe luôn nếu mà làm co trong bộ God. Con Evil Clay ngoài việc nó khỏe ra thì nó còn bảo kê cho đồng đội cũng rất là ngon. Rồi. Nói chung là dí đến 7 thì cố gắng thắng đi, đừng có thua cái ván nào hết.
tận dụng được cái sức mạnh để có thể kiếm được sách. Tầm này vẫn chưa gỡ được cái lượng tiền bị thọt đâu. Bây giờ đang là vẫn bị thọt tiền đấy anh em ạ. đang bị ôm hơi nhiều thứ. Đấy. Cần phải có chuỗi này, hoặc là chúng ta cần chiến thắng để chúng ta có sách, chúng ta cắn bớt lên. Như thế nó sẽ tiết kiệm được cái tiền up cấp. Cái đội hình này thì nó ổn thì chúng ta vẫn có thể giữ được 3 human đến cuối game vẫn ok. Bởi vì bây giờ hay human là vẫn có thể chơi gót mà đúng không? Đấy. Chơi human là vẫn có thể chơi gót bình thường. Nên là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kẹp được hai gót vào và chơi kết hợp với cả 3 human. Rồi. Có chuỗi này. Chuẩn bị tiết kiệm thôi. Đội hình ổn cái tiết kiệm luôn. Sách nó sẽ không cắn nữa anh em nhé. Sẽ giữ lại. Ok. Evil Clive tự nhiên lại ra 4 con này. Có nuôi không? Nuôi thì khả năng là chúng ta sẽ thọt tiền thêm một phát nữa. Đang hơi thiếu đồ tăng mana nhỉ. Tôi vẫn muốn nuôi con Evil ấy anh em ạ. Tôi vẫn muốn nuôi, nó ra nhiều có thể nuôi. Ở đây cũng có sẵn trứng rồi ấy. Chính ra là như này là có 5 con rồi đấy anh em ạ. Khá khỏe đấy. Ui, cái round này tí nữa thì không có sách. May đấy. May vị trí ở con Flame nó lại đứng ở ngoài. Đây, lấy cái giáp này. Chống Doom. Ok, round này chắc phải up cấp lên để cho God vào thôi. Thằng rau này thì cũng không đủ tiền mua được cái con Dallet nhỉ. Con Dallet có cần không? Thực ra con Dallet cần thì cũng nói là cần, mà không cần thì cũng là không cần. Bởi vì là nếu mà để mà kích hoạt Wizard ấy, thì late game là chúng ta hướng tới cái con Lich cơ. Con Lich nó có cái hệ mét nữa. Nó sẽ kết hợp để nó được cái bộ 6 mét. Còn nếu mà chơi Dallet thì tí nữa thì cũng chỉ có thay được ra cái con ấy thôi. Thay con Evil thôi. Ok. Còn cái con Flame thì thôi tôi không mua đâu. Cái con đấy nó không phải con tướng chính, kích hệ đâu. Ok, bây giờ hiện tại chúng ta có God ở trong bộ Aegis Seed đấy anh em ạ. Chính thức là có God Aegis Seed ở đây rồi. Tầm này thôi tiết kiệm sách và tiết kiệm tiền luôn nha anh em nhé. Tầm này đủ mạnh rồi. Chúng ta đủ mạnh rồi. Giờ qua nhà kia cắt chuỗi của nó là tốt. Hiện tại là tôi cũng có một quả trứng và hai con ác mộng. Nhưng mà tôi không đập trứng đâu anh em ạ. Quả trứng này tôi nhất quyết là tôi để dành cho con già thôi. Ác mộng nó không phải là cái con tôi hướng tới. Một là già, hai là zipper thôi anh em. Hai con đấy là hai con mà ok, gánh được ở cái giai đoạn giữa game. Còn ác mộng phải lên 3 sao thì cứ nhẩn nha thôi. Bao giờ lên được 3 sao lên. Tất nhiên là vẫn lui. Quá là ok luôn anh em ạ. Được đấy. Cắt chuỗi. Hay quá. Rồi. À ui, đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Thế thì đương nhiên là tôi sẽ đập quả trứng này rồi. Ok. Dồn đồ cho già thì cũng chỉ cầm một món thôi. Ở đây toàn đồ tăng cơ đứng phía trên thôi. Đây. Thunder này. Thunder có slot không nhỉ? Thunder này cũng có slot. Nhưng mà chắc là còn lâu nữa mới cho được cái slot của con Thunder vào.
Có Urban Thunder này không nhỉ? Chắc là phải lên 10 mới cho Thunder vào cơ. Giờ già 2 rồi. Lên 10, lên 11 mới cho được vào ấy. Nó vẫn phải ưu tiên những cái con ở trong bộ Aegis Seed khi mà lên level 10. 10 cho vào được rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ gót. Sẽ không chơi 2 gót. Mà lúc đấy là sẽ chơi là 6 mét kết hợp với cả 6 Aegis Seed, đúng không? 6 mét kết hợp với 6 Aegis Seed. Trong trường hợp là gì? Là ra được con Lick thì mới chơi được như thế. Còn không ra được con Lick thì chắc là vẫn kẹp gót thôi. Ok, Witcher này. Witcher với chúng tôi. Một vọt quá mạnh. Ok, rồi. Con rồng tôi sẽ kiếm lại sau nha anh em nhá. Bán đi tiết kiệm tiền thì đã. Round sau là cũng phải up cấp lên. Up cấp lên level 9. Tôi sẽ up cấp sớm để tôi lấy kiếm cái con Lick anh em nhá. Chúng ta sẽ up cấp đúng cái lộ trình của nó, tức là lên 21 ấy là up 9 luôn. Chứ còn không có giữ tiền làm gì cả, không có up dần dần mà tôi bỏ tiền ra để tôi up lên 9. Sau đó là chúng ta sẽ đợi cái con Lick nó tự ra. Hy vọng là nó sẽ tự ra. Đấy, không phải roll. Ok, cấm đánh quá tuyệt vời luôn. Ơ kìa. Ui rồi ôi. Đen nhỉ, biết thế lấy cái cục mala, tinh thể mala cũng ngon. Rồi rồi, lên 9 thôi. Chưa con wizard nào nhỉ? Ok, tạm thời mua con dòng này vào. Đủ 6 Aegis thì cho vào đó. Mà tầm này con già nó đang ngon nên là tôi chưa muốn cho 6 Aegis vào. Sợ con già nó chết sớm ấy. Đấy anh em thấy không? Chỉ một giật thôi là chết rồi. Con già nó mỏng lắm. Nó bị giảm phần trăm đi mà. À đây. Được quá nhờ. Con già nó bị giảm phần trăm máu đi. Nó nếu mà nó dính một cái trưởng AoE thì nó rất là dễ chết. Con già chỉ lên cầm một cái viên tinh thể mana thôi anh em ạ. Một lần phọt trưởng là được rồi. Ok, round 23 chúng ta có thể lên được 10 không? Nếu mà 23 không lên được 10 thì 27 lên 10 à? 23 khó lên 10. Chưa đủ tiền. Tức là chúng ta sẽ phải đợi 27. Quá khỏe luôn anh em ạ. Trời. Mà gần như con già nó tung trưởng là nó có thể tung trưởng luôn được ấy. À đủ tiền thôi, đủ tiền thôi, đủ tiền thôi. 23 vẫn đủ tiền đấy. Được. Thế thì xem nào. 6 Aegis Seed luôn không? Đủ tiền lên 10 thôi nhưng mà chưa lên được 11. Ok. Bây giờ mà lên 10 luôn. Chẵn tiền à? 23 lên 10 là nó sẽ chẵn tiền đấy. Chúng ta sẽ vừa 40 tiền luôn để lên được 10, level 10. Thôi, cứ từ từ đã. Tôi nghĩ là tôi giữ cái round này tôi giữ tiền. 26 lên 10 vẫn được. Nói chung là cũng không vội lắm đâu. Tầm này vẫn khỏe mà.
già lên được 2. Và có God ở đây. Tăng cơ phía trên nó cũng tương đối ổn. Thằng này liệu rằng có phải là God Warlock không nhỉ? Hay là Goblin? Ua, càng ấy. May quá, già chưa chết. Thế là lại có sách. Rồi, 11 cuốn rồi. À, ui dồi ôi. Đấy, áp lên 9 một phát tự ra luôn. Ôi giời. Thế thì nó lại quá là tuyệt vời luôn. Ok. 10 quyển à? Một quyển nữa thôi. Tầm này tôi chỉ cần một quyển sách nữa thôi. Mà chắc chắn là có rồi. Ở round 25 sẽ có cái quyển sách cuối cùng. Nhưng mà nếu mà round này mà có nữa thì nó sẽ là 12 cuốn. Thì nó là hợp lý. Nếu mà round này thắng nữa sẽ có 12 cuốn sách. Hy vọng là thắng. Trận này chỉ cố gắng lết lên được level 11 thôi anh em ạ. 12 thì thôi, chắc là không lên được đâu. Bỏ cái ý định lên 12 đi. Witcher này. Witcher với chúng tôi. Ơ kìa, ơ kìa. Ui ôi, đấm Witcher như con luôn anh em ạ. Đúng là Gersit của khác. Ok chưa? 11 cuốn rồi. Round sau là có 12 cuốn. Và chúng ta sẽ lên 10 ở round sau. Và lên 11 luôn. Round 26 chúng ta sẽ lên được level 11. Và nó đủ bộ tối thượng anh em ạ. Và anh em sẽ được chứng kiến cái bộ God Aegisid nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhá. Và sẽ dồn đồ cho các cái con Aegisid thôi, chứ không dồn đồ cho già đâu. Già thì nói chung là nó tự phọt trưởng thôi. Chính ra nhá, chuyển cho con Zipper khá là ngon đấy. Anh em nhìn cả cooldown của nó rất nhanh. Hai God này là chơi Zipper được. Ngon hơn chơi ác mộng. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Trời ơi, nổ ra hai cái món quá là ngon. Được. Thế thì ngon quá rồi. Ok. Up lên thôi anh em. Đủ rồi. Chỉ còn thừa một quyển. 6 Aegisid. Thiếu một con rồng mết nữa. Một con rồng mết nữa để chúng ta có là 6 mết. Kết hợp với 6 Aegisid. Thiếu con rồng mết thôi anh em ạ. Bây giờ 6 Aegisid nhưng mà chúng ta chỉ có 5 mét thôi. Chưa đủ 6 mét. Nhưng mà thế là nó cũng đã mạnh lắm rồi. Kết hợp với cả 3 mét với cả Aegisid. Cái lượng đam nó gây ra đối thủ thì nó cũng vẫn mạnh. Mà đối thủ thì bị chia đôi máu. Nên là cái việc mà nó dồn đam chết một con luôn ở cái thời điểm đầu game nó cũng rất là dễ thôi. Đánh khá là đau. Khỏe quá anh em ạ. 6 đỏ Metalit này. Càng chưa. Đây rồi. Ê à, liệu rằng nó có lên được 3 sao không? God Evil Clay lên được 3 sao thì cũng căng đấy nhá. Ui mà nói chung là cũng mạnh phết đấy anh em ạ. Lại có một cái chuỗi thắng 14 trận thắng liên tiếp. Mới lọt một con thôi. 99 máu là coi như là 100. Chúng ta có thể nói là đây là đang 100% máu rồi. Chỉ có mấy cái round đầu thì lúc đấy bài nó chưa ra thì nó yếu thôi. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là tầm này thì Witcher đem mấy thằng Witcher lại đây nào. Hai thằng Witcher coi như là gặp là chết thôi. Nguyễn Liêm gặp là đi luôn này. Chỉ một vẩy, ui gặp luôn. Thôi xong rồi. Chỉ một vẩy là chết mà. Anh em thấy chưa? Trời ơi. Chết hết luôn, đi luôn.
chả có làm được cái gì luôn. Quá mạnh. Mạnh mẽ thật sự đấy. Vào phát là cái con zipper là nó tung trưởng luôn như năm rồng ấy anh em ạ. Nó có đồ nên là vào phát là tung trưởng luôn thôi. Bây giờ đổi đồ tím thôi. Ok. Giáp xoay. Được. Cho tăng cái độ trâu chó lên. Gia tăng cái khoảng cách cách máu giữa chúng ta và đối thủ. Đấy. Chúng ta là Aegis, chúng ta đã gấp đôi máu của đối thủ rồi. Cầm thêm cái cục này nữa. À từ từ nhá, sao lại có con heo. Quên mất đấy. Lúc đầu, à đây rồi. Từ từ nhá, xem nào. Từ từ lóc lại, lóc lại, lóc lại. Sẽ thay con đắt led ra. Thay đắt led ra. À, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Cái gì. Witcher ghê đấy. Làm gì, định làm gì nào. Đây, 6m rồi còn mạnh nữa đây này. Đấy rồi, quá tuyệt vời. Thôi rồi. Không được. À, thế này là chỉ có là vẫn là 5m. Phải có con rớt cơ. Thôi, chơi 6m cơ. Bộ này nó dồn đam mạnh chứ nó không chơi kiểu đánh từ từ anh em ạ. Không 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 chơi gót nhiều. Kẹp 2 gót thôi đủ rồi. Coi như là được hưởng từ tất cả các con này được giảm cooldown đi 30%. Thế là ok rồi. Thôi rồi, thế là mắc binh ở đây anh em ạ. Với cái bộ truyền thuyết thì nó chỉ được như này thôi. Bây giờ ra là con lick lên 2 sao nữa là xong. Hết. Con này lùi không? Cứ lùi đi anh em ạ. Tí thay cho con Evil Clay nếu mà nó không lên được 3 sao. Ủa anh em nhìn này. Khỏe thật sự đấy. 6 đỏ bị chia đôi máu. Đấm nó như con luôn ấy. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại luôn. Có lùi con Thunder lên 3 sao không nhỉ? Con này cũng khá là ngon. Ui đát nữa này. Thôi thế khô máu luôn vậy. Đúng là 3 sao thật rồi. Được, 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 được. Được đấy. Từ từ nha. Ok chưa? À, thôi tôi nghĩ lại rồi. Con Thunder này ngon hơn con Evil nhiều. Nuôi con Thunder lên 3 sao luôn. Ok, giải tán được cái hàng chờ mừng quá đi mất thôi. Rồi, được luôn. Đồ là ngon đấy. Thôi, cái round này chưa rèn vội nhá anh em nhá. Mấy cái đồ này đều dùng hết. Đều dùng được, không có đồ nào cứ đi đâu. Giữ lại hết, tí nữa đối thủ kẹp Doom liếc vào còn có cái mà chống. Chuẩn bị sẵn đát ở đây trong cái trường hợp mà đối thủ chuyển sang 6 cá nhá anh em nhá. Thì chúng ta chuyển sang Warlock. Thế thôi. God Warlock đánh ở level 11 thì hơi bị vãi đạn luôn. God Warlock đánh ở level 11 là chúng ta sẽ có 4 God kết hợp với cả 6 Warlock và Aegis nữa. Quá căng. Liệu rằng bọn nó có thể cắt được cái chuỗi này của tôi không nhỉ? Cái thằng duy nhất cắt được chắc là cái thằng Witcher thôi. Nhưng mà cái thằng Witcher ấy, nó lại khá là sợ bộ này của tôi. Witcher với chúng tôi. Ây à, càng đấy. Ôi, từ từ nhá, từ từ nhá. Ây à, càng đấy. Đủ ghê đấy. Nó lại ăn được anh em ạ. Thế mới điều. Battleman này. À đây rồi, có cái gương nó khác biệt lắm.
Ok rồi, ok rồi, ok rồi, ok rồi. Ăn rồi. Này vẫn chưa đổi được nhỉ. Thôi, không. Không đổi đâu anh em ạ. Cứ để lại. Có con Battleman này. Battleman nhưng mà bây giờ chưa có slot cho vào. Vẫn phải ưu tiên giữ lại con ở dưới này. Đáp điểm vẫn phải giữ lại. Từ từ đã, con Battleman này nó cũng không quan trọng đâu. Tí nữa kiếm lại sao cũng được. Chủ yếu là đủ để kích hệ Warlock thôi. Ơ kìa. Ơ kìa bạn ơi. Ơ kìa bạn ơi. Ui rồi ui. Vừa lấy ăn được nó khác. May mắn thôi anh em ơi. Chứ còn làm gì ăn được. Anh em thấy là cái con Zipper nó xả trưởng một phát trên hết cả tất cả các con ở trên bàn cờ rồi. Làm gì có con nào trụ nổi đâu. Một phát chết luôn là chả có phôi mà biến hình nữa. Đát 2 này. Cái con Zipper của tôi nó xoay ấy. Nó xoay cái giáp xoay của nó và nó tung một lần trưởng thôi là gần như là bọn nó chết hết rồi. Không thể trụ nổi à. Mạnh lắm anh em ạ. Tôi dừng hết đổi cho con này mà. Cứ đứng trước mặt tao đây. Rồi. Úi dồi. Anh em vừa nhìn thấy cái gì không? Trời ơi, con phô lần nó dính một trưởng chết luôn ạ. Vãi đái. Con phô lần Witcher dính một trưởng đến từ con Zipper của tôi bay màu luôn. Còn không kịp biến hình luôn ý. Mana còn chưa kịp tăng. Quá dã man luôn anh em ơi. Đùa, thật sự là thế luôn. Quá khỏe anh em ạ. Dã man. Tôi thấy là cái bộ God kết hợp với Exorcist lại có tiềm năng đấy. Nhất là những cái trận đấu mà có leak đúng không anh em. Được đấy. Rồi đổi cho Zipper anh em ạ. Khỏe vãi đái luôn. Rồi. Thế là ngày hôm nay chúng ta lại khai phá ra được cái lineup khá là ok. Đấy. Không biết là nó có hot không nhưng mà phải được đấy. Exorcist kết hợp với God nha anh em nhá. God Exorcist. Quá kinh khủng. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Lưu Meta God kết hợp với cả đá nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải bộ siêu đẻ nó quay trở lại rồi anh em ạ. Món đồ trấn phái cho bộ siêu đẻ chính là cái sừng chiến. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.